Mẹ đánh 10 tên thì thua cả 10 suốt ngày đánh. Lấy cái cây này, lấy cái màn này, cái màn kia có thể hỏng đấy. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của số thứ hai thôi. Trận đấu chung kết này hơi đắng nhỉ, cái mùa hoàng mày nhỉ. Có xẻ giò này, nền đất bán sa mạc thế nhà ta đã biết rồi. Vâng, tiếp tục là một bãi quả không đẹp dành cho cái thủ hoàng mà nhìn trong suất đầu tiên của trận đấu thứ hai. Tuấn ơi, vâng, có bóng đá bầy hươu nào về. Ở phía ngoài có thêm một bầy hươu nữa. Đồ ăn thì như nào nhỉ? Một hai bầy hươu rồi. Một bầy hươu xa, một bầy hươu gần. Vâng, bốn con hươu đã về với nhà chính của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, đây rồi, đôi vòi. Như vậy là đôi vòi đã có thêm đồ đồ về dành cho Hoàng Mai Nhi trong trận đấu này. Vâng, quả phụ phía trong rồi, đưa ra ok. Phía trong này có bãi quả phụ nữa dành cho Hoàng Mai Nhi. Mấy cây nào? 6 cây luôn, ok. 6 cây quả. Vâng, như vậy là bài vở. Đồ ăn đang rất nhiều đấy. Phía ngoài có bãi quả luôn. Khả năng cao là game thủ Yugi anh nằm chết để hướng 12 giờ kia kìa. Hai nhà gần nhau. Yugi không có xe dò, Yugi không biết được nhà mình phía 9 giờ. Còn mình biết trước ở nhà Yugi ở hướng phía 12 giờ, như vậy là ok rồi. 27 dân, nhà dân kích đời 8-25, như vậy là đây sân một trận đấu một kích tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? 8-25 là 10-25, như vậy tầm khoảng 10-50. Có lẽ tầm 10-45 nó phải kích đời thôi. 20 giây là đủ. 20 giây là đủ. Đều 27 dân, tỷ số giò của hai game thủ là gần như là tương đương nhau. Người 18% và người là 20%. Đó.
BM đóng cạnh với BB. BA đóng cạnh với nhà BG đang ăn bãi quả ở phía trên. Cộng 1 dân. Vẫn có lẽ bài này sẽ 10-50. Vâng, và là 10-50 với 27 cộng 1 của AC. Sẽ làm một cái bet nữa ở đây. Cái bet thứ 3 để ăn go. S đầu được thiết kế tại cánh rừng rừng thông. Và cái thứ hai thì cái cánh rừng dừa, và cái thứ ba tiếp tục thì cái thiết kế tại cánh rừng thông ở phía ngoài. Vâng, như vậy là Yugi không cộng dân. Trận đấu Yugi không cộng dân. Có thể là dây Vega hỏng đấy. Vâng, như vậy là turn đầu tiên đang đi thẳng gấp 1.18. Đấy là chiếc bet ăn 7 hiệu. Ơi, ơi đang đóng a. Bịp tôi đấy à. Đang bánh xe. Ai vừa có bánh xe thôi. Đứng vào lấy chỗ nhà bè luôn. Vâng, turn thứ hai đẩy lên luôn. Mình sẽ gấp đôi lượng cung R so với đối phương. Vác dần đờ, vâng, đóng bè luôn. Vâng, chỗ này bóng nghe nhanh nào, nhanh nào. Ok. Ok, bay về. Có tỷ số sẽ là 1-0 trong giây đấu thứ hai. Vâng, trận đấu đầu tiên của giây thứ hai, bãi quả đầu là xấu nhưng không. Yugi cũng đang có một trận đấu lên đời bánh xe rất muộn. Lúc đầu tôi nhìn lên đời ba ngang phèo cơ mà nhỉ. Hai mắt tôi tét nhỉ. À thì không lên đời, mắt tôi tét thật rồi. Soi tham đôi khi nhanh quá, mắt tôi tét. Ok, tỷ số là 1-0.